Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang nha. Mình tiếp tục con heo anh Tùng đến ấp Tư xã An Hữu của Đài Tiền Giang để quay cưa cây dừa này nha cả nhà. Cây dừa này rất là cao. Xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Lâm Phạm Tiền Giang trong thời gian qua. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Không, nó mà vô vô xuống như thế này. Gió thôi sợ ngã quay.